Hunter Biden lo cha thất cử nếu bản thân tái nghiện. Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho biết cố giữ mình trước cám dỗ tái nghiện vì lo sợ sẽ gây ảnh hưởng đến bố trong cuộc bầu cử tổng thống. Trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 26 tháng 2 của Axios, Hunter Biden cho biết việc anh không tái nghiện rượu và ma túy không chỉ có ý nghĩa quan trọng với bản thân anh, mà còn giúp đảm bảo cựu Tổng thống Donald Trump không thể quay trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử cuối năm nay. Tôi có thứ lớn hơn bản thân mình để đánh mất. Chúng ta đang ở giữa cuộc chiến vì tương lai của nền dân chủ, Hunter, 54 tuổi, nói. Trong quá trình tranh cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng nhiều lần cảnh báo nền dân chủ của nước này sẽ gặp nguy hiểm nếu ông Trump giành chiến thắng. Hunter từng kể về quãng thời gian vật lộn với chứng nghiện rượu và ma túy cũng như những ảnh hưởng từ quá khứ nghiện ngập của anh đối với sự nghiệp chính trị của cha. Hunter cho biết anh đã nhiều lần tái nghiện, ngay cả khi bị đuổi khỏi lực lượng dự bị hải quân năm 2014 vì dương tính với cocaine. Con trai ông Biden khẳng định đã cai nghiện thành công từ tháng 6 năm 2019. Quá khứ nghiện ngập của Hunter thường xuyên bị đảng Cộng Hòa và truyền thông cánh hữu mổ xẻ nhằm làm giảm uy tín của ông Biden trước thềm cuộc bầu cử. Trong cuộc phỏng vấn ngày 26 tháng 2, Hunter tiết lộ anh vẫn phải đấu tranh hàng ngày để không tái nghiện. Dù bạn có cai nghiện được 10 năm, 20 năm, 2 tháng hay 200 năm, ở mức độ nào đó, bộ não luôn bảo với bạn rằng vẫn còn một câu trả lời, Hunter nói, ám chỉ sự cám dỗ của chất gây nghiện. Tôi thường nghĩ đến hậu quả nặng nề nếu mình thất bại. Con trai ông Biden tiến hành cuộc phỏng vấn hiếm hoi chỉ 2 ngày trước khi phải ra điều trần tại Quốc hội, nơi anh sẽ bị chất vấn bởi các đảng viên Cộng hòa trong khuôn khổ cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden. Cuộc điều tra nhằm xem xét liệu ông chủ Nhà Trắng có hưởng lợi bất chính từ các giao dịch kinh doanh nước ngoài của con trai khi còn làm phó tổng thống dưới thời ông Barack Obama hay không. Ngoài ra, Hunter cũng đang phải đối mặt với cáo buộc sở hữu súng bất hợp pháp và trốn thuế sau khi thỏa thuận nhận tội đạt được giữa năm ngoái đổ vỡ trước áp lực từ đảng Cộng Hòa. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.